Chiều 30 tháng 5 năm 2019, một đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, hiện là Phó Tư lệnh Quân khu 2, đã tố cáo Trung Quốc là thủ phạm gây ô nhiễm môi trường cho Việt Nam rất nặng, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân Việt Nam. Theo tướng Cò, về địa thế tự nhiên, phía Trung Quốc cao hơn Việt Nam nên sông suối đều chảy từ Trung Quốc về Việt Nam. Điều này gây ra một số hệ lụy. Phía Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khai thác tài nguyên khoáng sản ở mức độ lớn. Bên cạnh đó, với tốc độ đô thị hóa cao, phía Trung Quốc cũng xuất hiện nhiều các trung tâm cư dân sát biên giới Việt Nam. Từ đó, không ít chất thải, nước thải độc hại đã được xả xuống sông, xuống suối, ở biên giới và chảy thẳng vào Việt Nam, gây không ít ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và sản xuất của người dân Việt Nam. Theo Công ước Quốc tế, quốc gia ở thượng nguồn phải có trách nhiệm điều phối nước cho các quốc gia phía hạ nguồn. Tuy nhiên, theo tướng Cò thì, nhiều thời điểm Trung Quốc cố tình không điều phối nước cho Việt Nam, thậm chí có lúc đập hồ thủy điện xả bất ngờ, không thông báo trước, gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại tính mạng cho người dân Việt Nam. Đề cập đến vấn đề ô nhiễm nông thôn và việc hàng năm Việt Nam bị chi tới 500 triệu đô la để mua hàng ngàn tấn thuốc bảo vệ thực vật, tướng Cò đã bổ sung thêm. Hiện có nguy cơ ô nhiễm môi trường, đất đai và nguồn nước ở nông thôn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tỷ lệ ung thư của người nông dân có xu hướng gia tăng. Báo Thanh Niên dẫn lời tướng Cò nói, đã đến lúc cần phải có giải pháp bảo vệ môi trường tuyến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc.